ở phía sau kính. Của thể thao Từ Sơn. Một pha chặn đỡ thành công của Quốc Đoàn. 19-15 cho Khánh Hòa. Phục áo xanh ở gần đồng kinh của Ben thi đấu với Khánh Hòa ở phía sau kính. Hòa ở phía sau kính. Hòa ở phía sau kính. Và phối hợp rất đẹp mắt, điểm số đầu tiên cho Khánh Hòa 1-0. Và đánh bóng của Quốc Đoàn. Bóng chuyền nữ. Pha đánh 3-2 hàng sau rất hay của Quốc Đoàn, điểm đổi cho Khánh Hòa 6-16 từ tối ngày hôm nay. Một pha trồng chắn của Thể Công và một pha dồi bóng của và Đỗ Thái Sơn đều là cựu sinh viên của thể thao Từ Sơn. Lại là cầu trả lời của Quốc Đoàn 13-9. Bán kết này sẽ là trận bán kết thứ hai của nội dung nữ. Câu trả lời của Quốc Đoàn 20-19. Phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Quốc Đoàn 22-23.